thuốc thần tiên được quảng cáo là chữa bách bệnh được bán tràn lan và không phép, gây xôn xao dư luận tại Đắk Nông. Tuy nhiên, thành phần chính của thuốc lại là chất trong 3 loại thuốc giảm đau, chống viêm và trị tiêu chảy. Đây là kết quả của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh. 3 hoạt chất là paracetamol, dexamethasone và berberine. Đáng nói là một số hoạt chất trên thì cần dùng theo chỉ định của bác sĩ, nếu không có thể gây phản ứng phụ, và có hoạt chất nếu sử dụng lâu dài không đúng cách sẽ gây nguy cơ xuất huyết dạ dày, loãng xương, thậm chí có thể gây suy tim.